Rồi, xin chào các bác. Đây là bộ sản phẩm thìa dĩa mới của Katana. Đấy, cái dòng này là cái dòng mà chuyên dành cho khách sạn. Rất là dày dặn. Đấy, lại còn có thêm cả cái hoa văn để cầm cho nó đỡ bị trơn tay. Đấy, cầm rất là đầm, chắc. Sản phẩm mới chuẩn bị ra thị trường thôi. Đây là hàng mẫu. Và cái này thì là chuyên dành cho khách sạn bên Mỹ là nhiều. Mỹ và châu Âu. Ok, sắp tới lên sóng tại cửa hàng ở Katana. Nếu các bác có nhu cầu mà mua kiểu thìa dĩa mà dành cho nhà hàng, khách sạn hoặc là dành cho cái số lượng lớn thì các bác hoàn toàn có thể liên hệ với Katana nhé. Bởi vì bên mình đã có xưởng sản xuất chuyên xuất khẩu những cái dòng này, nên các bác rất yên tâm về dịch vụ chất lượng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác.